Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Trong cái bản tin đó là ngày hôm nay đó quý vị, em sẽ lên là cập nhật cho quý vị những cái thông tin là liên quan tới những cái kênh YouTube dơ hiện nay. Theo quý vị và các bạn cũng biết là có một cái kênh là nhà báo Hèn Đi Cô đúng không quý vị? Cũng từng bị ông Quỳnh Vi Dũng đã làm những lá đơn là kiện đúng không quý vị? Là tại vì công an hình sự đã ra những cái quyết định như là tìm những người từng vu khống và xuyên tạc cho Đại Nam, thì ông Quỳnh Vi Dũng cũng đã nhờ luật sư á, thì của ông ta cũng đã làm đơn kiện cái cô Hèn Đi Cô này rồi. Đó thì lúc mà đã làm những cái đơn kiện như vậy đó, thì trong khoảng 1 đến 2 ngày thì hầu như cô ta cũng có lên clip. Nhưng quý vị biết á, là cô ta lên clip với cái mục đích và với một cái tiêu đề hầu như là cô ta không còn lên tiếng binh vực và bảo vệ tỉnh Thất Bồng Lai nhiều như hồi đó nữa. Và cô ta lên clip á, thì đợt này cũng lên clip mà chỉ trích và soi mói về những cái vấn đề là của các anh gần sĩ nha quý vị. Hầu như là từ lúc mà cô ta nhận được một lá đơn của ông Quỳnh Vi Dũng là cô ta muốn hầu như là muốn quay xe đó quý vị. Đó, cô ta muốn quay xe, cô ta lên trên mạng, cô ta live stream và cô ta chia sẻ những cái thông tin liên quan tới những anh gần sĩ. Như là cô ta chỉ trích một số người, như là những anh gần sĩ trên mạng xã hội là nói làm trò này hoặc là làm trò nọ, rồi hoặc là nói là giả giọng này hoặc là giả giọng khác. Rồi còn nói những anh gần sĩ thì lúc mà có tiếng á, có tâm chút xíu á, thì ăn chơi sa đọa. Đó, thì quý vị và các bạn thấy nó rất là rõ ràng đúng không quý vị? Là rất là nhiều người hoặc là cô dì chú bé á, chú bác á, thì cũng biết được á, là cái bộ mặt thật á, thì của cô nhà báo Hèn Đi Cô này rồi, là lên vu khống và xuyên tạc và hoặc là hầu như xúc phạm về bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Cũng từng bị bà Nguyễn Phương Hằng làm những lá đơn tố giác và cơ quan chức năng á, lúc đó thì người ta cũng đã chấp nhận những lá đơn là của bà Nguyễn Phương Hằng đã giải quyết những cái vấn đề là liên quan tới cái cô Hèn Đi Cô này, chứ không phải là không có nghe quý vị. Nhưng sau này cái sự việc đó dần dần á, thì cũng im xuôi, và sau này thì ông Quỳnh Vi Dũng cũng đã làm thêm một lá đơn và hầu như là cô ta đã biết sợ và bắt đầu thì cô ta hầu như đang quay xe đó quý vị à. Nói chung á, hầu như là cô ta đang quay xe và đang lên tiếng là phản bác về những cái anh gần sĩ. Như quý vị và các bạn cũng biết thì ngày hôm qua thôi là gầm, hình như là gầm cô ta ăn chay hay là đổi tính tình không biết quý vị. Có thể là cô ta đã thay đổi cái tính tình của cô ta rồi. Muốn lên chỉ trích những cái anh gần sĩ để sau này quý vị biết á, có thể bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Và những nhận những cái lá đơn á, là của ông Quỳnh Vi Dũng, thì bây giờ cô ta sẽ chỉ trích về những anh gần sĩ, hoặc là cô ta sẽ không lên tiếng và không bảo vệ tỉnh Thất Bồng Lai nữa, hoặc là cô ta cũng có thể là chỉ trích luôn tỉnh Thất Bồng Lai nữa nghe quý vị. Cũng không chừng 1 đến 2 ngày nữa thôi là cô ta sẽ lên tiếng là chỉ trích luôn về những cái vấn đề á, là liên quan tới tỉnh Thất Bồng Lai. Thì nói chung thì khá là nhiều cô dì chú bác á, trên mạng xã hội á, cũng rất là quan tâm về những cái vấn đề là của cô là nhà báo Hèn Đi Cô này. Cũng từng á, là lên trên mạng xúc phạm rất là nhiều người, hoặc là đã buông ra những cái lời thách thức đến những anh em YouTube, rồi hoặc là tấn công vào những cái quỹ hằng hữu nè, hoặc là tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng nè, hoặc là buông những cái lời thách thức đến bà Nguyễn Phương Hằng, có thể là thách thức bả đến nhà mình. Rồi quý vị cũng biết là cái cô nhà báo Hèn Đi Cô này cũng đã từng tấn công vào cái quỹ hằng hữu rất là nhiều, hay là Đại Nam đó, chứ không phải là không có nghe vậy. Bởi vì ông Quỳnh Vi Dũng mới là làm những cái đơn là kiện cái cô này trước tiên, cái cô này là cái người đầu tiên là bị ông Quỳnh Vi Dũng làm đơn kiện nghe vậy, rất là vui đó. Tại vì á, cái cô Hèn Đi Cô này á, là đối đầu với bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng á, không thèm tấn công vào bà Hằng, chỉ lựa vào những cái điểm yếu của bà Hằng, như là tấn công vào cái vị hằng hữu, rồi hoặc là tấn công vào Đại Nam. Đó, đó là mục đích của cô ta, để gây được cái sự chú ý của bà Nguyễn Phương Hằng, để bà Nguyễn Phương Hằng có thể là lôi tên bà ta trên mạng xã hội. Thì lúc đó bà ta sẽ được nổi tiếng và sẽ được nhiều người
cũng như người ta tò mò, người ta muốn biết cái bà Hằng Nico này là ai, mà có thể được bà Hằng nhắc tên thì sẽ người vào xem, chứ không phải là người ta vào xem ủng hộ cái cô Hằng Nico ở đâu quý vị à. Người ta chỉ vào xem coi cái nhân vật này là ai mà dám đối đầu với bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng thì thật chắc là cái cô này chỉ biết là bu bám vào bà Hằng thôi, chứ không có làm được cái trên trò trống gì hết trơn quý vị à. Đó, còn cái thông tin đó là em chia sẻ cho quý vị á, là cô ta lên trên mạng xã hội là chỉ trích những cái anh gần sĩ, và hầu như là bây giờ muốn tố giác luôn những cái anh gần sĩ rồi, muốn công nhận, hầu như là cái bà này cũng muốn công nhận luôn cái công lao của cô CEO Nguyễn Phương Hằng luôn hay gì đó vậy. Nó rất là rõ ràng cái đó, đúng không quý vị? Đó, em thì làm clip thì không có bịa những cái câu chuyện nào, em chỉ cập nhật tin tức là trên mạng xã hội để chia sẻ cho quý vị và các bạn mà thôi. Đó, thì còn cái thông tin tiếp theo em muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn là liên quan tới cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình đó quý vị. Thì quý vị và các bạn cũng biết là cái cô luật sư Thanh Từ Trần mình trong cái ngày hôm qua thôi thì cũng đã bị rất là nhiều những cái chuyện lùm xùm, như là buộc phải thôi việc, hoặc là không được làm YouTube nữa, hoặc là được bị liên đoàn luật sư là tìm đến cái nơi làm việc và tìm được cái người quản lý của cô ta để tố giác cô ta về những cái vấn đề mà cô ta đang làm việc thì cho cơ quan chức năng nhà nước hay gì đó. Mà cô ta vẫn lên trên mạng ga gã trên mạng xã hội thì xúc phạm rất là nhiều người, rồi hoặc là tấn công rất là nhiều người, thì nó rất là rõ ràng chỗ đó. Thì hầu như trong ngày hôm qua, và cô ta thì cũng lên trên mạng xã hội và đăng tải những cái dòng trạng thái của mình. Thì cô ta nói là cô ta đi chùa rồi, không đi chùa để cầu những cái tội lỗi, nói chung là cầu xin những cái tội lỗi mà mình đã làm, đã gây ra, để rửa sạch những cái tội lỗi của mình. Thì em cũng xin thưa với quý vị ạ, thì nếu mà với cái tội của cô ta thì có rửa bằng cái gì cũng không sạch đâu à, chứ khỏi cần, nói chung á, thì khỏi phải mà đi xin á, thì cũng không có Phật nào mà chứng được hết trơn quý vị, ai đâu mà chứng cho cô ta được. Quý vị thấy chưa có bị cơ quan, chưa có bị liên đoàn luật sư nè truy tìm nơi cái cô ta làm việc để nói về vấn đề của cô ta xúc phạm trên mạng xã hội, hoặc là chia sẻ những cái thông tin mà sai sự thật trên mạng xã hội đó. Thì quý vị cũng bạn, các bạn cũng thấy là cô ta lên á thì nói rất là mạnh miệng, hoặc là nêu ra những cái quan điểm mà so sánh nè Đại Nam với so sánh là Tịnh Thất Bồng Lai, hoặc là nói một nơi thì thờ cúng như là bên Đại Nam đó, về người ta cũng thờ những cái tượng Phật nè, hoặc là người ta cũng thờ những vị anh hùng nè, hoặc là thờ những cái vị tổ tiên đó. Đó, rồi cũng lên so sánh và phân biệt với Tịnh Thất Bồng Lai, là nói Tịnh Thất Bồng Lai thì cũng đang thờ cúng những người tượng Phật, hoặc là những cái tượng Phật, trong đó Phật Bà hoặc là Quán Âm Bồ Tát thì đối vị rất là nhiều. Đó, nhưng cũng đi so sánh cái vấn đề nói là bên ông Huỳnh Vi Dũng thì đi ai mượn đi thờ cúng những cái tượng Phật hoặc là những cái dân anh về những cái vị anh hùng đó, thì vị biết đó là người ta thờ cúng đó, thì cũng được cấp phép hoặc là cấp giấy hẳn hoi, chứ không phải là người ta không có được thờ. Còn cái vấn đề á, thì ai muốn thờ tượng Phật nào á, thì người ta thờ, ai muốn thờ ai á, là cái chuyện của người ta, mình cũng không cần phải quan tâm và mình xỉa xó vào những cái vấn đề đó được, đúng, nó rất là rõ ràng cái đó, đúng không quý vị? Mà cô ta cũng ga gã lên trên mạng xã hội thì cái ngày hôm qua thì gầm đó quý vị, thì cô ta cũng đi lên chùa để cầu phước, hoặc là đi xin rửa bác cái tội lỗi của cô ta đã gây ra. Thì xin thưa với quý vị ạ, có rửa cỡ nào á thì từ từ thì cơ quan chức năng thì cũng sẽ vào làm việc với cô ta mà thôi. Còn cái vấn đề quý vị thấy không, từ lúc mà liên đoàn luật sư đến nơi cô ta làm việc và đã làm việc với cái nơi của cô ta, thì quý vị cũng biết là quản lý cô ta đã đưa ra cho cô ta hai cái sự lựa chọn, một á, là làm việc tiếp, còn hai thì trở lại làm cái nghề YouTube bằng cái công việc là chửi mướn hoặc là chửi thuê trên mạng xã hội để kiếm tiền. Thì chắc có thể là cô ta sẽ chọn cái công việc của cô ta, và cô ta sẽ không lên trên mạng xã hội và live stream hoặc là phát trực tiếp nữa rồi quý vị ơi. Thì cũng rất là vui, đúng không quý vị? Thì mắc một cái kênh, những cái kênh YouTube dơ này á, càng mắc đi á, thì cũng rất là nhiều người người ta rất là vui. Tại vì những cái kênh này hầu như là mang những cái danh như là luật sư, nhưng mà lên trên mạng xã hội chủ yếu là viết gu khống và xuyên tạc cho người khác mà thôi, chứ có hay ho gì đâu quý vị. Đó,
Thì nói chung thì cái bản tin là ngày hôm nay em chỉ muốn lên đó là em chia sẻ cho quý vị và các bạn đó, thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị thì có xem kênh đó, thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe quý vị. Kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh các em đã mất đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ là cho em một like luôn nghe quý vị, để cho kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.